Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vận động viên nói gì. Và đây sẽ là số phát sóng đầu tiên của chương trình. Không biết là ngày hôm nay quý vị khán giả đã mãn nhãn với chặng đua đầu tiên này hay chưa. Và với như mình thì đây là một chặng đua vô cùng kịch tính và rất hấp dẫn. Chúng ta hoàn toàn không thể biết được là các đội sẽ tung ra những công bài chiến lược như thế nào. Và ngày hôm nay thì chiến thắng trận đã dành cho Peter Rikunov. Bây giờ mình cũng sẽ phỏng vấn Peter một xíu nha. Đi thôi. Và chúng tôi cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào khi mặc chiếc áo vàng sau chặng đua đầu tiên? Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc. Tôi và các đồng đội đã phối hợp vô cùng ăn ý với nhau để thực hiện đúng theo chỉ đạo từ ban huấn luyện. Các đồng đội đã hỗ trợ rất là tuyệt để tôi có được vị trí thuận lợi và thực hiện pha nút rút ở vạch đích. Đây là chiến thắng của cả đội chứ không phải của riêng tôi. Một lần nữa, tôi cảm ơn tập thể đội An Giang rất nhiều. Xin chúc bạn sẽ có thật nhiều may mắn và bảo vệ thành công chiếc áo vàng tại mùa giải năm nay nhé. Tôi xin cảm ơn và tạm biệt các bạn. Gặp lại hai bạn trẻ ngày hôm nay. Đến với chặng đua này thì đầu tiên mình đã đặt ra những mục tiêu gì cho bản thân? Mục tiêu hôm nay là nhất tiên là hoàn thành trận đấu an toàn. Hai là vì lợi thế đội hình là trẻ nhiều nên là sẽ cố gắng vô được cái áo trắng. Em hay Nhã hay bất kỳ anh em nào trong đội được áo trắng thì cũng là niềm vui của cả đội, là hoàn thành rồi. Đánh giá trận đua ngày hôm nay là một trận đua như thế nào? Trận đua hôm nay là gọi là thử dò của các đội vận động viên nước ngoài. Tuy là một trận đầu ngắn nhưng mà các vận động viên chơi gọi là sòng phẳng luôn, ra là chơi từ đầu luôn, không có nương gì hết. Tức là không giấu bài đúng không? Dạ đúng rồi, mở bài từ đầu luôn. Nhưng mà ứng số vẫn nằm ở chỗ hai vận viên Vĩnh Long. Em thấy lúc về rút thì hai vận viên đó gọi là mình nói là về đồng đội chưa hỗ trợ được hoàn toàn nên là hai vận viên chưa có thể tài rút được. Thôi, vậy thì ở trận đua tiếp theo là về Sơn La thì em có những cảm nhận nào khi mà mình đã xem qua lộ trình? Về lộ trình Sơn La thì ngày mai cũng là một trận gây cứng. Em nghĩ nó cũng là một trận đấu để thay đổi cục diện luôn. Nó sẽ rất là gây cứng cho ngày mai. Ok, chúc cho Lộc sẽ gặp thật là nhiều may mắn nha. Bây giờ là mặc áo trắng nó khác rồi. Dạ. Sao, cảm giác sao? Em khác lắm nhưng cũng rất là vui. Rồi không nghĩ mình hôm nay mặc áo trắng. Nhưng mà cái mục tiêu của mình lớn nhất ở năm nay là gì? Mục tiêu lớn nhất của em là vẫn năm hàng đầu thôi, các trận hỗ trợ cho Lộc giữ áo trắng, có thể là áo cam luôn. Ok, áo trắng là áo cam đúng không? Đó là mục tiêu lớn nhất của năm nay. Ngày hôm nay là quá xuất sắc bởi vì các tay đua đã bung hết sức mình ngay từ trận đầu tiên mà không kiềm chế cái gì cả, không giấu bài một cái gì hết, nên là để mặc được chiếc áo trắng này là em đã xuất sắc. Nằm trong top, chúc mừng nha. Hy vọng là giữ lâu lâu ha. Xong rồi nếu có gì thì mình hai bạn trẻ cứ chia nhau mặc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ cần hai bạn thân mặc là được đúng không? Dạ đúng vậy. Ok, chúc mừng. Dạ. Bye bye. Cái con Speedy đầu tiên ở cuộc đua năm nay anh có cảm nhận như thế nào ạ? Ngoài cái vui ra chứ không có cảm nhận gì hết á. Mục tiêu ban đầu thì chúng ta cũng được biết là luôn luôn phải cố gắng để hoàn thành trận đua này một cách tốt nhất đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc mà anh vượt qua những cái thử thách cho bản thân và để có thể giành được một chú Speedy rất là vinh dự như thế này thì anh đã thực hiện nó như thế nào ạ? Thì em cứ cố gắng để được đi nằm trong những top đi đầu. Dạ. Mà lúc đó là em thấy là cũng rất là khó khăn đúng không ạ? Đúng rồi. Các tay đua là bung hết sức mình luôn mà. Thì cái đó là cũng là thử thách cho các vận động viên. Thì mới giở cờ ra thì tốc độ cao lắm. Rồi canh tốc độ mà vừa rút ngắn lại thì mình tìm cách để đi đầu. Còn cuối cùng là mình tìm cách được đúng không anh? Đúng rồi. Chúc cho anh là tiếp tục giữ vững cái phong độ này nha. Mình sẽ tiếp tục có thêm những chú Speedy dễ thương như thế này nha. Cảm ơn. Dạ, chúc may mắn. Mục tiêu ban đầu của đội mình ngày hôm nay là gì ạ? Vào trận đua ngày hôm nay, trận đua đầu tiên khai mạc giải thì chiến thuật của đội ban huấn luyện đã đề ra
là sẽ thăm dò các vận động viên có những vận động viên rút tốt nhất của trận cuộc đua của năm nay. Thì với những vận động viên ngoại binh năm nay thì được đánh giá cao là hai vận động viên cùng ngoại binh của Vĩnh Long và thêm vận động viên Trần Tuấn Kiệt và Lưu Hùng Minh, thì những vận động viên này có được rút tốt nhất ở cuộc đua năm nay. Thì với chiến thuật của ban luyện đề ra là hôm nay của đội Tổng đoàn Mặt Trời cũng sẽ đưa cho Rikolov về để cạnh tranh nước rút tại cuộc đua của chặng đua đầu tiên ngày hôm nay, chặng đua vòng tròn tính điểm. Thì với chiến thuật đề ra của ban luyện thì hôm nay đội Tổng đoàn Mặt Trời đã thể hiện rất là tốt và đã đưa được mục tiêu của đội về là Rikolov đã chiến thắng chặng ngày đua hôm nay. Thì chặng đua hôm nay đội đã thực hiện chiến thuật thành công và cũng đã biết được sức lực của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Rikolov và đội Tổng đoàn Mặt Trời trong đua hôm nay, cũng một phần nào đã biết được. Thì trong những đua sắp tới thì đội sẽ tính toán chiến thuật để thi đấu và cạnh tranh một cách tốt nhất để có thể bảo vệ được chiếc áo vàng cho Rikolov ở trong những đua tiếp theo và cả cuộc đua năm nay. Và xin cảm ơn tình cảm và những cổ động viên của người dân Điện Biên và cũng như là của khán giả toàn quốc đã cổ vũ cho các vận động viên thi đấu an toàn và đạt thành tích cao nhất của cuộc đua năm nay ạ. Xin cảm ơn. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình đã hoàn thành rất là xuất sắc chặng đua này và có thể mặc được chiếc áo cam rất danh giá ở chặng đua đầu tiên này. Thì Kiệt cũng trước tiên thì Kiệt cũng xin gửi lời cảm ơn đến đồng đội của mình cũng đã làm việc cho Kiệt để có được giải tốt trong trận đầu tiên của cúp truyền hình ngày hôm nay. Và Kiệt cũng xin cảm ơn những người hâm mộ đã xem truyền hình và cổ vũ cho đoàn đua ở Điện Biên. Cảm thấy là Kiệt cảm thấy rất là hào hứng và không khí đua rất là vui và rất là hưng phấn để có thể đua tốt. Và Kiệt xin cảm ơn. Nhưng mà lúc mà cạnh tranh ở đoạn nút rút đó là Kỳ có đặt bao nhiêu phần trăm là mình sẽ giành chiến thắng trước Peter Rikolov không? Thì về đích thì Kiệt luôn đặt 100% để có thể rút thắng trận ngày hôm nay, mà nhưng hôm nay tiếc quá. Đối thủ là Peter đúng không? Đối thủ Kiệt chỉ thua đối thủ chỉ có một xíu thôi. Một chút xíu à. Rất là tiếc đúng không? Thôi không sao hết, mới chặn luôn mở màn mà. Và cũng là chiếc áo cam là cũng coi như là đạt được mục tiêu của mình rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tập trung ở những chặng đua tiếp theo. Những chặng đua tiếp theo sẽ là những chặng vòng quanh, thì cũng là một lợi thế cho mình đúng không? Dạ đúng rồi, cũng chặng đua vòng quanh thì cũng rất là lợi thế cho Kiệt, mà nhưng có những con dốc rất là dài. Kiệt cũng sẽ cố gắng phát huy trong chặng ngày mai. Ok, thấy vẻ mặt cười cười sáng nay là thấy tâm trạng rất là tốt đúng không? Chúc may mắn nha. Sao anh thấy trận đầu tiên này mình đã có những đánh giá như thế nào về các đối thủ trước chưa ạ? Trận đầu tiên này thì đánh giá của đối thủ là cũng ngang ngang với nhau thôi. Chẳng qua là do thế, những đường nước rút cuối á, thì đội nào lợi thế thì nó sẽ được ưu tiên hơn. Thì trận hôm nay là cũng như là trận để thăm dò cái đối thủ thôi. Thì mình biết được cái thực lực cái đối thủ nó nằm ở cái mức nào rồi để mình tính toán những trận sau. Vậy thì anh thấy là với các ngoại binh đi, anh đánh giá cao những ngoại binh nào ở trận đua này? Mình đánh giá cao là Rikunov, tại vì anh ta vừa rút được mà vừa leo đèo tốt nữa, là một đối thủ rất đáng gờm. Và như vậy là chúng ta đã theo dõi sau một chặng đua vô cùng kịch tính và hấp dẫn, cũng như là lắng nghe những chia sẻ của các cô rơ sau chặng đua đầu tiên này, một chặng đua rất là ý nghĩa vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ. Và không biết là khán giả nghĩ như thế nào và đánh giá ra sao về lực lượng của các đội. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá rằng là năm nay các đội của mình vẫn chưa buông hết tất cả những gì mà họ có, những quân bài chiến lược của họ đang giữ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón ở những chặng đua tiếp theo, khi mà các tay đua sẽ buông hết sức mình và chinh phục những thử thách khó khăn mà cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang lại ở năm 2024 này. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi Vận động viên nói gì. Và chúng ta sẽ chào tạm biệt Điện Biên để đến với Sơn La. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Sơn La nha. Và chúng tôi cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.